10. Phẩm chứng khuyến, Phật bảo tối thắng. Thiên vương nên biết, vô số đại kiếp trong quá khứ không thể nghĩ bàn có Đức Phật tên là Công Đức Bảo Vương, đầy đủ 10 hiệu, nước tên là Bảo Nghiêm, kiếp tên là Thiện Quán, có ý dùng túc vui vẻ, không có bệnh tật khổ não. Trời người qua lại chẳng cách ngại nhau, đất đai bằng phẳng như bàn tay, không có núi gò sỏi đá trông gai, cỏ nhung mọc khắp mềm mại xanh biếc, như lông khổng tước cao chừng 4 ngón tay, nếu đặt chân xuống thì cỏ liền nằm rạp xuống, cất bước lên thì cỏ trở lại như cũ. Hòa chiêm bác ca, hòa duyệt ý, vân vân, và các thứ cỏ mềm mọc đều khắp rất xinh đẹp, thời tiết chẳng nóng chẳng lạnh, 4 mùa điều hòa, đất bằng ngọc báu lưu ly, tâm tánh của các hữu tình khi ấy ôn hòa hiền thiện. 3 độc phiền não bị chế phục nên không còn hiện hành. Hàng thanh văn đệ tử của chư Phật Thế Tôn kia tới số 12.000 muôn ức, hàng đệ tử Bồ Tát có 62 ức. Con người lúc đó tuổi thọ tới 36 muôn năm, không có người chết yểu, có thành tên Vô Cấu Tra Nghiêm, thành ấy từ Nam đến Bắc dài 128 do tuần, từ Đông sang Tây 80 do tuần, thành dài 16 do tuần, tường cửa lầu đều do 7 bóng tạo thành, 10.000 khu vườn được trang trí trang nghiêm, 10.000 thành nhỏ bao vây chung quanh, có 4 khu vườn đầy hoa xinh đẹp với phong cảnh rất vừa ý. Chim khổng tước công đức dạo chơi đùa giỡn suốt 4 mùa, có 4 ao lớn bờ bằng 7 báu, ngang rộng đều bằng nửa do tuần, đường đi và lề đường đều bằng vàng ròng, khắp đáy ao dài toàn cát vàng rất đẹp, trong ao có nước đủ 8 công đức, mùi thơm hoa báu xen lẫn, trong đó có các vịt trời, chim nhạn, chim uyên ương tập trung nhảy nhót vui vẻ. Bờ ao có nhiều cây, bạch đàn, xích đàn, thi lợi xa, cát tường, vân vân. Trên cây có chim oành vũ, xá lợi, bay nhảy vui chơi. Có vua Chuyển Luân tên là Trị Thế, đầy đủ 7 báu, làm vua 4 đại châu, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật. Ở chỗ chư Phật gieo trồng căn lành sâu nặng, có tâm đại bồ đề bất thối chuyển, quyến thuộc nội cung, 70.000 người thân hình xinh đẹp để phục vụ bảo nữ, đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vua Chuyển Luân ấy có đủ 1.000 con, sức lực dõng mãnh tráng kiện, đủ 28 tướng đại trượng phu có thể chinh phục oán địch, cũng phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Bấy giờ Công Đức Bảo Vương Như Lai đem các thanh văn và chúng Bồ Tát cùng với vô lượng trời rồng dược xoa, tiện đạp phược, a tố lạc, yết lộ trà, khẩn nại lạc, mặt hô lạc già, người chẳng phải người vân vân, lần lượt trước sau đi vào thành Vô Cấu Trang Nghiêm. Khi ấy vua Chuyển Luân với xe 7 báu dẫn đầu cùng với 1.000 người con và quyến thuộc trong nội cung ra thành Ninh Dước, kính lễ thỉnh vào thiết bày các thứ tuyệt diệu cúng dường. Thế Tôn và các quyến thuộc thọ dụng đồ cúng dường xong trở về bổn xứ. Luân Vương Trị Thế cùng 7 báu vân vân xuất thành cung kính đưa tiễn rồi trở về cung. Lúc ấy bỗng nhiên vua Chuyển Luân tự than, thân người vô thường, giàu sang như chiêm bao, may mắn được đầy đủ các căn mà chánh tín còn khó khăn, vậy huống chi được gặp Như Lai, được nghe giáo pháp nhiệm màu, thật là điều hiếm có, như hoa ưu đàm vậy. Khi ấy 1.000 người con của vua biết ý phụ vương ngưỡng mộ Thế Tôn, muốn nghe chánh pháp, liền kiến tạo đài đẹp rộng lớn bằng gỗ nghiêu đầu trên đàn, trang nghiêm bằng 7 báu. Gỗ đàn ấy 1 lượng trị giá bằng cả châu Thiệm Bộ. Đài này từ Nam chí Bắc dài 13 do tuần, từ Đông sang Tây rộng 10 do tuần, trụ lớn 4 góc trang nghiêm bằng các thứ trần bảo. Phía dưới đài có 1.000 bánh xe báu. Sau khi hoàn tất dâng lên vua cha nhận rồi ban lời khen: hay thầy rất hiểu ý ta, ta muốn đến chỗ Phật để nghe chánh pháp. 1.000 người con lại dựng tòa sư tử để trong đài, an trí chỗ phụ vương ngự, sao cho các công nhân được hầu cận trước sau. Quanh đài có các chuồng vàng rất đẹp thòng xuống, rèm treo phan lọng, lưới chè bằng 7 bóng, lại dài các thứ hương hoa quý lạ, đốt hương vô giá, xoa dầu thơm. Khi ấy 1.000 vị vương tử mỗi vị bưng 1 bánh xe giống thiên nga chúa, bay bổng lên hư không đến chỗ Phật, nhẹ nhàng để xuống đất và đi đến chỗ Như Lai, đến nơi đảnh lễ chân Thế Tôn, nhiễu bên phải 7 vòng rồi lui đứng một bên. Khi ấy các quyến thuộc trong nội cung của vua Chuyển Luân kia nối theo phía dưới đài,
vua cất mão ngọc và các quyến thuộc nội cung đều cởi giày dép ngọc đến trước chỗ Phật đảnh lễ sát chân Phật, đi nhiễu quanh Phật 7 vòng bên phải, lui ngồi một phía. Khi ấy, công đức bảo vương Như Lai bảo trị thế: Đại vương, hôm nay vì nghe chánh pháp mà ngài đến đây ư? Vua chuyển luân từ chỗ ngồi đứng dậy sửa sang y phục thưa: Bạch Thế Tôn, những gì gọi là được nghe chánh pháp? Phật khen vua: lành thay, hôm nay ngài muốn cho chúng trời người được lợi ích an vui, nên lắng nghe chánh pháp thâm sâu. Vậy lắng nghe cho kỹ, suy nghĩ thật rốt ráo, ta sẽ phân biệt giải nói cho đại vương. Trị thế bạch Phật, xin Thế Tôn cứ nói, còn rất muốn nghe. Thế Tôn bảo vua: Đại vương nên biết, các đại Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đã đạt được tánh bình đẳng của tất cả pháp gọi là chánh pháp, bao gồm 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 giác tri, 8 thánh đạo, không vô tướng vô nguyện, vân vân, đạt được tất cả pháp tánh bình đẳng nên gọi là chánh pháp. Trị thế lại thừa Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao các đại Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu ở trong đại thừa thường được thắng tiến, chẳng có thối lui? Phật bảo trị thế: Đại vương nên biết, các đại Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu nhờ sức chánh tín mà được thắng tiến. Chánh tín là gì? Là biết các pháp bản tánh vắng lặng, chẳng sanh chẳng diệt, thường được thân gần với những người tu hành chân chánh. Pháp nào không nên làm thì kiên quyết không làm, tâm lìa tán loạn, nghe nhận chánh pháp, chẳng thấy người kia nói, chẳng thấy ta nghe, siêng năng tụ tập chánh hạnh, mau đắc thần thông. Những loại hữu tình nào kham lãnh được thì ta có thể giáo hóa, nhưng không bao giờ thấy ta có thần thông có thể giáo hóa hữu tình, và hữu tình kia đã nhận sự giáo hóa của ta. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát khi hành phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu hoàn toàn chẳng thấy ta, chẳng thấy hữu tình, hai bên bình đẳng thì được thắng tiến không thối lui. Đại vương nên biết, các đại Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu hộ trì các căn, chẳng để chấp trước đối với đồ vật, giúp cho sự sống luôn khởi tưởng vô thường, biết các pháp vắng lặng thân mạng như mượn tạm. Đại vương nên biết, các Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy ở trong đại thừa tâm không buông lung. Đại vương nên biết, các đại Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, thậm chí trong giấc mộng còn chẳng quên mất tâm Bồ Đề, giáo hóa các hữu tình khiến họ tu Phật đạo, đem các căn lành ban cho loài hữu tình để hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thấy được thần lực của Phật, vui mừng khen ngợi. Đại vương nên biết, Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy sẽ mau thành quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thế nên đại vương phải siêng năng tinh tấn, trụ ở ngôi tôn quý, chớ sanh buông lung. Đại Bồ Tát nào muốn cầu chánh pháp thì chớ đắm ngũ dục. Vì sao? Vì tất cả phàm phu không nhàm chán dục lạc, còn bậc đại thánh trí thì có thể bỏ được, vì thân người vô thường, thọ mạng ngắn ngủi. Đại vương, ngày nay nên hiểu cho rốt ráo, chán bỏ thế gian để cầu đạo xuất thế. Đại vương nên đem căn lành đã cúng dường Như Lai để hồi hướng cho 4 việc. 1 là tự tại vô tận, 2 là chánh pháp vô tận, 3 là diệu trí vô tận, 4 là biện tài vô tận. 4 việc hồi hướng này cùng Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đều vô tận. Đại vương nên biết, các đại Bồ Tát hành phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu nên tu trì giới, thần ngữ ý một cách thanh tịnh. Vì sao? Vì muốn hướng đến văn tư tu,